mình sẽ tổ chức một trò chơi đâm hải tặc. Thế lệ cuộc chơi của chúng mình là nếu ai đâm hải tặc mà vẫn không bị con hải tặc này bay lên thì người đó sẽ được hưởng Coca. Chắc chắn có thưởng sẽ có phạt. Thế phạt bằng hình thức gì? Đây, chúng ta có hình phạt là bôi nhỏ. Nếu mà cái này bay ra là sẽ bôi nhỏ rồi. Đúng. Và chúng mình bắt đầu tổ chức trò chơi nha. Yeah. Mình sẽ chơi theo vòng này nha. Bắt đầu từ và mình. Dương. Rồi ôi, ừ. Đến Mạnh Hưng, ta Mạnh Hưng. Yeah, tiếp tục là đến mình nhá. Mình số đẹp đỏ nhất lắm. Rồi. Đấy rồi. Đúng không? Mình khác đây. Ê. Mãi chứ mày. Yeah. Về sợ mãi chơi nhiều người này. Ơ. Được. Chưa, người cuối cùng. Người cuối cùng. Mình đỏ lắm chị nhá. Đỏ đi. Đấy, anh ạ. Tự đi mình không biết nào. Yeah. Mình xanh. Xanh lắm. Rồi, chắc chắn màu đỏ nhá. Thôi xong. Toàn tôi không biết thôi. Thôi ơi, khóa đâu, mình đỏ lắm nhỉ. Ơ, để yên. Đấy ở đấy rồi mà. Đấy rồi. Rồi ra. Rồi, cắm đi. Mình đỏ lắm nhỉ theo. Đỏ đi. Đây đi như thôi, làm ra chẳng một cái đồ hoàng. Ê, từ từ, không, hoàng cả đây luôn. Quên, trắng ly. Bên này, đây. Nên một cái đây nữa. Đến dương nha. Còn nữa, đây, cái này cắm vào rồi này. Đây, còn mỗi cái này thôi. Đâu, cái này rồi, cái này rơi rồi. Đây nữa. Yeah. Còn mấy cái nữa. Đây còn hai cái. Hai cái nữa. Không phải mình, không phải mình. Thế mình được một cái. Trời em ơi. Đúng rồi. Đúng không? Bây giờ mình sẽ trao phần thưởng cho bạn này. Trao phần thưởng cho Hưng. Yes. Đầu tiên là mình sẽ bôi nhỏ ra đây. Yeah. Đang khăn nước. Nhẹ thôi. Nhẹ gì? Được bôi 2 nét nha. Cầm tình bạn. Mình là không cho. Có tình bạn gì hết ở đây. Gái ở đây. Để bây giờ đây cái cây. Không rồi, vì tình bạn mình sẽ làm nặng hơn tí. Nào. Nhẹ thôi nhá. Không mấy nở. Ok. Đây là bản mặt của bạn Hưng. Rất chi là đây là mình đã chơi xong lượt thứ nhất, bây giờ đến lượt thứ hai. Bắt đầu tôi Hưng sẽ được mình. Hưng chào đầu tiên đây. Chào. Mình đỏ lắm, mình cầm cái này. Đấy. Mình đỏ không? Từ từ bình tĩnh. Yes. Ê, thật ra vẫn được. Ê, yes. Chậm kiếm. Kiếm. Chào mấy bạn đọc nha. Mấy bạn nè, đến mình. Đấy, thấy không? Thơm. Đây nhá. Trời ơi. Phân thưởng. Phân thưởng của bạn Việt Hoàng ở đây. Trả thù, của Hưng trả thù. Rồi, Dương sẽ quyền chọn trước. Đâu, không để Hưng. Thôi, để Dương. Mình sẽ là người quyền chọn đầu tiên. Đừng mà gì, vì tình bạn mình sẽ là dài đấy. Ít lắm đến ui chết. Không thấy được cái mặt to.
đến Hưng quẹt nhau. Hưng quẹt đi Hưng. Đến Dương nhá. Này em thấy khác từng Hưng trả thù. Hưng ơi, để tình bà đi. Bà. Nó chả nhìn thấy gì cả. Vì tình bà cho nên là hình sẽ. Ăn còn nhá. Quẹt tắt lửa luôn, quẹt tắt lửa luôn. Quẹt đi rồi. Quẹt tắt lửa luôn, mạnh lên. Đấy, đi làm cho một con mắt ở đây. Ôi bé giờ, bé giờ ở dưới. Hoàng ơi, bé giờ ở dưới. Ừ. Đấy. Ừ. Bé rồi bây giờ mình sẽ chơi lượt thứ ba. Ngồi liên toàn toàn là người đầu tiên. Mình đỏ lắm. Bà nhá. Bà bà quay rồi. Tiếp tục. Lần thứ Hoàng. Tiếp tục là lần thứ tư. Lần đầu tiên là. Thôi, chọn xây là cây màu mình yêu thích này. Cứ để em cứ đứng. Em cứ. Cứ sao được? Yeah. Yeah. Căng thẳng vậy. Thôi lại chọn màu vàng. Màu vàng. Sau video này chúng ta học được một cái kết đừng bao giờ khinh thường người khác. Ủa cái bôi nhá. Ô. Đâu rồi. À! Thánh đỏ của chúng ta đây rồi. Thánh đỏ của chúng ta đây rồi. Vô tay vẻ mặt tuyệt vọng không được uống một ca. Đây. Đây cho tôi biết. Ôi trời ơi. Hoàng quyền quá lắm. Đến lượt tôi. Nào bà trai con trai. Độc ôi con sông quê. Ôi con sông quê. Toàn đang chìm đắm trong cơn tuyệt vọng. Em đang đi về để em đi bơi cho mát. Trung thu này mình thành toàn đen các bạn ơi. Này. Mày muốn đi giải đen đâu? Từ từ để tao đeo kính cho con này. Con này trộn đôi mắt hả? Đây. Nào. Vip. Các bạn vip.
kính đó, đi được rồi. Vâng. Xây. Thành cho. Em trai rất năm đây rồi. Ôi. Mình sẽ uống Coca đầu tiên. Lượt thứ 5 nha. Coca. Ở đây là lượt cuối cùng. Bây giờ là lượt cuối cùng. Ừ, lượt của Hoàng. Của Võ Y Hoàng. Ơ, Việt Hoàng. À, Võ Y Hoàng. Đây. Võ Hoàng là người đầu tiên. Đây là lượt cuối cùng rồi. Phong Phong phải làm này. Ê, mặt tướng con đỏ. À, mặt tướng con đỏ. Mình chọn màu khác rồi. Ok, mình sẽ đâm. Còn mỗi màu này mình chưa đâm rồi các bạn. Chết. Yeah. Ta là người. Rồi ơi, cái mặt mình nhìn trông có rất là tệ hại. Thảo hả? Mình bỏ kính ra này. Mình không khác gì với bọn này. Mình cũng y thế. Diệp Hoàng cũng kéo bẩn nghiêm trọng. Mình có thần phim phù hộ nên mặt mình sạch tinh tương. Riêng bọn này sạch tinh tương cho nên là mình sẽ video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé. Bye bye.